cà phê vườn mít ạ. Đây có lô góc đây ạ, 10-30, giá 3,7. Đường này cũng là tuyến đường dài đi vào khu công nghiệp ở trong này. Đây cũng là tuyến đường dài. Dưới này là đường vành đai 4 đây. Trông cái lô này đẹp, lô này vị trí rất là đẹp.